Vâng, và xin chào cả nhà nha. Và hôm nay chiếc chè bông lại lên tiếp 5 cây dảo Phú Tân nha cả nhà. Thì em bắt đầu là từ cây số 6 ha. Thì đây, và đây là cây số 6 nha. Cây này là cây mẹ bồng con ha. Đó, đây mẹ bồng con nha. Đây, cây này là cây hai thân nha. Em đo một cái hoành, cái gối cây lớn á, là hoành 18, cao 84 và ngang là 74 nha cả nhà. Thì các cái mắt bo ghép thì rất là nhiều ha. Cây này là hai mắt bo, bên kia nữa. Nói chung cây cái tán rất là toàn và rất là già mùa rồi. Cái cây này Tết thì chơi rất là ok luôn ha. Bởi vì cái dạng dảo Phú Tân á, cây á, nó rất là dễ ra hoa nha cả nhà. Đặc biệt là nó chịu lạnh cũng rất là tốt luôn. Rồi bây giờ em xoay cái tàn cho cả nhà xem nha. Đây, đây là cái tàn nha. Cây rất là lớn luôn á cả nhà. Rồi, cái cây này em bán với giá là 1.600.000, đã ra bao gồm cái phí vận chuyển luôn rồi nha cả nhà. Phí vận chuyển thì bên em lo luôn ha. Cây này em bán với giá 1.600.000 thôi. Rồi, cây cả nhà, cây rất là toàn, rất là đẹp luôn nha. Rồi. Rồi, tiếp tục là cây số 7. Đây, đây là cây số 7 nha. Cây số 7 nó có cái bộ củ to nha cả nhà. Cái hoành nó tới 24 lận. Rồi cao là 72 và ngang là 60 ha. Cây này thì em bán với giá 1.400.000 nha. Đây em quay cái tán cho cả nhà xem nha. Đó, tán rất là tròn luôn nha cả nhà. Gốc thì to ha. Cây này rất là đẹp luôn nha. Cây này cũng già mùa rồi ha. Cây này tơi tết là ok luôn. Cây này thì em bán với giá là 1.400.000, em bao phí ship luôn nha. 1.400.000 nha cả nhà. Rồi, tiếp tục là cây số 8. Rồi, đây là cây số 8 nha. Cây số 8 à. Rồi, cây này nó có cái hoành là 18 nha cả nhà. Đây là cái dáng của nó đứng nhìn rất là đẹp ha. Cái hoành 18, cao 70 và ngang là 68. Cây này gồm hai mắt bo rồi. Cái mắt bo nó rất là mập luôn rồi nha. Đó, cả nhà thấy không? Rồi, đây em xin được quay cái tán nha. Cái tán nha cả nhà. Đó, cây rất là xum xuê luôn nha. Cái này chơi Tết ok luôn á. Cây này em bán với giá là 1.300.000 thôi nha. 1.300.000 em bao phí ship luôn. Cây rất là to và rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi, tiếp tục là cây số... cây số 10. Ủa, cây số 9. Trời ơi, lộn rồi, lộn rồi. Cây số 9 nha cả nhà. Đây, cây số 9 này là có hai thân nha. Đó, cả nhà thấy không? Cái bộ rất là đẹp luôn nè. Đó, em quay cho cả nhà xem nha. Cái cây này là hoành là 16, cao cái cụ cao cái cũ là 27, cao là 92 và ngang là 70 ha. Nó rất là nhiều cái mắt bo ghép luôn nha cả nhà. Đó, thân bên đây cho mắt luôn đó. Đây, đó. Rất đẹp luôn nha. Rồi. Rồi, đây là cái cây số 9 nha cả nhà. Đây em quay cái thân cây số 9 nha. Rất là xum xuê luôn. Quá trời bự luôn nè. Rồi, cây này thì em bán với giá là 1.600.000, em bao phí vận chuyển luôn nha. Rồi, tiếp tục là cây số 10. Rồi, đây là cây số 10 nha. Đây là cái củ của cây số 10 ha. Ổ rễ nè. Cái hoành là cây này là cái hoành là 19 nha, cao là 87 và ngang là 70 ha. Cây này cái mắt bo ghép mập lắm rồi nha cả nhà, mập lù luôn á. Rồi, đây em quay cả cái tán cho cả nhà xem nha. Cây này là nhãn thông luôn nè. Rồi. Thì cây này em bán với giá là 1.600.000 nha cả nhà. 1.600.000 em bao phí vận chuyển luôn á. Rồi, rồi. Rồi, mong được sự ủng hộ của cả nhà nha.